sẽ dở cái thăm thử nha cả nhà. Wow. Wow. Nó đỏ ao luôn kìa. Hơi nguôi ngút luôn mà xì gạch luôn rồi. Nó chín luôn á. Rồi xin chào cả nhà, tôi trở lại với video tiếp theo của gia đình mình nha. Xin chào cả nhà. Em đang làm gì nhỉ? Em đang rửa tôm nè anh ơi. Thì sáng có đi chợ mua được 3 kg tôm nè cả nhà. Nhìn tươi quá ha. Tôm xanh nha. Nhìn tươi mà. Bơi bơi luôn nè anh, nó nguyên nguyên nè, tươi trong nè. Tươi sống luôn á. Hôm nay với mấy tôm này em định làm cái gì đây? Thì hôm nay em sẽ luộc nước dừa đi anh ơi. Tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có ăn cái món là cái món tôm là tôm luộc nước dừa nữa nha. Dạ. Yeah. Vì với má tôm này cũng nhiều đâu biết làm gì ăn đâu. Vì bây giờ em nghe nói em cũng thèm cái món tôm luộc này nè. Đúng rồi. Với, hôm nay thấy tôm này cũng ngon quá, tươi quá, nào mua cho cả gia đình ăn luôn đó nha. 3 kg luôn. 3 kg luôn. Rồi cái mớ tôm nãy mình cũng đã rửa sạch rồi cả nhà. Bây giờ mình với anh Tân sẽ đi chặt dừa rồi mình vô mình lấy nước dừa mình luộc nha. Cây dừa ở ngoài đây nè, ngoài dĩa cá nhà mình nè. Đây, dĩa cá nhà mình bên đây. Dừa này hả anh? Giờ mình hái mấy trái anh? Ủa em thấy cái đó nó non quá không anh? Nhìn cái mảo non non ta. Được hả? Giờ mình chặt mấy trái anh? 2 trái luôn. 2 trái luôn ha. Cái hoài nó có 2 trái à. Rồi. Đủ rồi, đi vô ha. Chặt ở đây chặt luôn hả? Đây chặt luôn đi cho gọn. Chặt vừa 3 nhát nha. Đi 3 nhát hả? 1 nhát. 2 nhát. 3 nhát. Rồi. Ra được. Đẹp quá. Đây 3 nhát luôn ha. Đúng rồi. 1 nhát. 2. Rồi không được rồi. Không được. 3. Rồi. Thôi vô. Quá đẹp rồi. Vô rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chắc tôm vô cái nồi này nha cả nhà. Hôm nay mình luộc bằng cái nồi siêu to này luôn. Cái nồi to này nè. Nó vừa được mấy con tôm này. Nồi siêu to không luộc. Chắc từ từ vô đây đi. Tôm nó còn nguyên nguyên nè, sống đã quá cả nhà. Tôm tươi mà. Dưới này luộc à, 2 trái dừa. Dừa nó anh Tân chặt sẵn 2 trái rồi đó. Luộc 2 trái cho nó nước nhiều cho nó ngọt. Bây giờ Nhi sẽ cho nước dừa vô nè. Cho 2 trái luôn nha. 2 trái luôn đi. Ngọt gì? Ngọt dữ ha. Ừ. Luộc tôm luộc. Bây giờ sẽ dặn thêm 1 tí muối nha các nhà. Rồi, đây nắp lại. Đây nắp lại đi luộc thôi. Bây giờ sẽ dở cái thăm thử nha cả nhà. Wow. Wow. Nó đỏ ao luôn kìa. Hơi nguôi ngút luôn mà xì gạch luôn rồi. Nó chín luôn á. Chín rồi. Thơm phức luôn, đảo mà. Chắc vô anh ơi. Rồi như vậy là cái món tôm luộc nước dừa của tụi mình cũng đã làm xong rồi cả nhà. Giờ sẽ đưa gần cho cả nhà xem ha. Trời. Cũng nặng dữ chứ. Cái này coi nè. Rất là đỏ luôn. Mặt tôm cam nó đỏ đẹp luôn. 3 kg mà nãy mình có chừa cho gia đình rồi á, cũng còn nặng nha. Nặng nặng chứ, đây cũng có 2 kg. Chừa cho mà nói cha mẹ rồi. Là ba cô cháu mình. Giờ thì ba cô cháu mà cả nhà ăn chung nha. Rồi mà cái nhà ăn chung ba cô cháu mình luôn nha. Tại vì bữa nay trời mưa á cả nhà. Mưa ăn chung ba cô cháu mình nha. Bữa nay trời mưa nên bởi vậy tụi mình có vô cái máy hiên quay nè. Ra ngoài ruộng, nãy tính ra ngoài ruộng quay mà không được rồi cả nhà. Nãy ngoài gió mưa quá chừng luôn. Mới vừa tạnh tạnh mưa cả nhà. Hôm nay chắc bão quá cả nhà. Bão. Rồi ăn đêm đi, ăn nước. Mới vừa nấu xong cái mưa mà tới luôn. Ủa này to thế. Này cả nhà coi nè. Nó quét luôn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn con này. Con nào cũng vậy. Vô luôn. Vô. 1, 2, 3. Vô. Vô. Vô đi lọc.
Ôi, hãy quên lấy cái gì thì đừng nha. Ý gì nè? Ý gì? Có nè. Cái thai gì đó. Một tay luôn đi. Chị nó nhiễu không? À, để anh lấy cái gì á. Đã tính khỏi lấy nè. Sát bên là cá nhờ. Dạ, ở đây là cắt bên cái thau chén luôn. Kệ, ngay sử dụng cái chén này đi quay. Trời mưa chén bát gì ướt hết rồi. Mất đuôi. Mất cái đuôi. Mất cái đuôi. Rồi. Anh ăn cái đầu trước. Anh sẽ chấm với muối ớt và chanh nè. Tắt chứ, tắt chỗ. Chưa. Bạn tắt vô quay. Tắt vô. Tắt vô ăn cho nó ngon. Cái chua. Mình sẽ chấm cái đầu con cơm trước rồi ăn thôi cái nè. Em đậu nguyên con ra nó bị mất cái đuôi là cái nhà luôn. Béo quá. Trong cái đậu con tôm này thì nó có cái phần đen đen nha. Em giúp nhớ lựa ra. Bỏ cục đen. Con cơm thịt nó ngọt quá cả nhà ơi. Tôm tươi thịt nó ngọt quá không? Chắc thịt nó. Quá tươi. Số quá ngọt luôn. Sáu view. Ngon quá. Mua Út ăn chưa? Mới ăn à? Thì Út lộp Út. Ừ nhanh ta. Không lộp xong rồi. Không có Út lộp, Út cũng lộp mà đến chén lại đi. Ừ. Đúng rồi. Cái lộp với Út vài con cái nè. Út cũng hay quá. Út ăn đầu được không? Được. Để mình lộp cho Út cho nó nhanh. Con gà vô nó tham gia nữa. Quá hổ. Chạy nó quên, đừng đó nó. Ra ngoài đi gọi hỏi tao cho lọt được trước hai ba con đi cả nhà. Gạch nó béo cả nhà ơi. Bình thường tôm nó như tôm cua anh sợ gạch lắm mà tôm mình còn gạch ngon quá à. Béo ngậy luôn béo ha. Tập ăn gạch luôn sao dạ. Ăn gạch được không được béo không con gà đâu mà vô nhà mình dưới người ta tại vì tôm tươi á. Gà này bữa mẹ cho để anh nuôi luôn. Gà là nhà Út mà nó được sống tới ngày hôm nay nó cả nhà. Út ăn đây con lọt chú vậy con. Ăn tôm mình mua không làm luôn. Trong đây nó có phần gạch bên trong. Tôm tươi này mình ăn gạch thoải mái luôn đó nha. Không có sợ nó bị hôi hay bị gì á. Sáng này định là mua tôm thẻ cả nhà. Đúng không? Tôm thẻ, tôm sú, tôm thẻ. Tôm thẻ. Tôm thẻ. Ừ. Nhưng mà không có tôm thẻ mình mua tôm càng. Tôm càng này thì được ăn ăn cái đầu này nó có nhiều gạch. Còn tôm thẻ là thịt không. Với lại đường cá tôm mình tươi nữa, nó ngon quá chừng đi. 3 kg luôn. Vì hôm nay cả nhà thấy mình có cái máy tóc mới nữa. Nhi mới sắm cho mình đó. Anh cắt mà mình không có chuyên nghiệp cả nhà ơi. Cắt nó cũng còn hơi xấu nữa. Nhưng mà kệ nó gọn là được nha. Tạm chấp nhận được. Vậy gọn. Này là quá gọn luôn. Em dọn nhanh quá gọn. Em dọn thì anh cũng hạn chế ra đường. Giờ cũng đang giãn cách. Em giãn cách mà. Đâu có ra đường thôi. Vậy cũng đỡ ra đường. Đặc biệt cả nhà Út yêu nữa cả nhà. Thằng sao quay. Thôi. Ô không yêu bất cả. Lao lao mày Út. Ô miệng dính 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 gạch. Gạch tơ. Út ngại cả nhà Út hít hít tóc dài. Mà ngang qua mình thấy tóc Út nó dài rồi nó ốm cái đuôi tóc nó ốm quá đi. Cái mình nó cắt cho nó gọn quá coi. Cho nó dễ che đầu nữa, chứ nó bị rụng tóc nữa. Cái mình cắt cho Út hết khoảng cung tóc á. 10 cm hay gì đó. Út buồn quá trời, không chịu, nó cắt ngắn cũng không chịu. Út tiền qua muốn giận. Đúng rồi, muốn giận. Tại vì tóc Út dài mà. Cắt không vậy đẹp đâu á, gì đâu xấu. Đâu xây vô nhà coi Út, đẹp lắm, cả nhà khen mà. Út xây thử rồi, 1-2-3 xây. Nó đâu có ngắn đâu. Đuôi dần, tóc nhìn nó mập mập chứ bộ. Ai cũng khen chừng có mình Út chê tại Út chưa quen đó nha.
Mình nói chứ tại vì Út cầm tóc Út vừa quen á, vừa quen à. Ông mình nội cha mẹ cũng khen tóc kiểu tóc của Út gọn đẹp nữa. Nói chưa? Cái bàn hơi chật, ăn hơi bị trúng tay. Kệ, ngồi gần gần này cho nó ấm lên trời mưa. Hôm bữa có một lần mới lít với ông bà nội á, mà mua tôm không được ngon em nhớ. Có lần mình mua cũng bắt đầu 4 kg rồi nhỉ, cũng cái tôm. Bữa đó tôm nó luộc lên nó không phải màu đỏ này đâu cả nhà, mà nó hơi màu vàng vàng đen đen. À, tôm nó như tôm sông anh ơi. Không, tôm nó cũng không phải là tôm vàng gì đó, không ngon, nhưng mà nó miếng tại nó không tươi lắm á. Tươi. Nó không ngon, nó bị luộc đầu. Lên hồi nó bị sức đầu chứ. Mua 4 kg mà bỏ nhiều lắm, bỏ cũng có 10 mấy con, 10 mấy 20 con. Mớ tôm này hết sảy rồi. Giờ rút kinh nghiệm. Tôm tươi đi. Luộc, nước nha, luộc lên mà tôm đỏ thế này là với cái đồng nó chắc thế này thấy mình thèm ăn liền luôn á. Rồi giờ ba cô cháu mình vô nha. Dạ. Một, hai ba vô. Vô mà cái nhà này đó. Quá đã luôn. Hôm bữa anh ngồi sai. Em ăn cá hồi á mà con bị dính á, mà biết ăn tôm này có sao không phải không, cũng ngại lắm cái này, giờ ăn cái gì cũng phải suy nghĩ hết trơn. Em nghĩ chứ không sao, tại vì em ăn tôm cũng nhiều lần rồi anh ơi. À, không sao đâu, tại do có thể là một đồ biển nhưng mà có thể có món dưỡng có món không. Nhưng bữa giờ như thèm ăn tôm nữa cái này, lâu nhiều quá không ăn tôm lại trả ba luôn. À, thôi cô cháu luôn. Mà nhất là tôm đường xanh nè. Ăn nó thật ngon á. Út cũng hảo cái món tôm nữa. Hôm nay hồi sáng hỏi chứ nay quay clip gì vậy Tân đó. Nay con đi mua tôm gì lột không quá. Túng tủ rồi. Hôm nay túng tủ rồi. Nãy ông bà nội ăn cũng khen quá chừng. Nói tôm nó ngọt á. Tươi hả? Nó nhận cái động tôm quá cục đen đen nha. Gạch này nó màu khác hơn nữa anh, nó vàng vàng, nó khác chứ kia. Sao mà em quen, em quen gạch. Như thế nào thấy khó quá đưa anh. Em quen gạch. Mà nó khác là sợ sợ thôi. Mình là khoái gạch lắm cái này. Và tôm. Hồi nãy tính ăn tôm luộc nước dừa nè, tính hái mấy trái dừa vô uống chung luôn. Ăn tôm luộc nước dừa luôn mà cái cục mưa rồi đâu đi hái được nữa nha. Tại vì cái dừa mà đi cá nó có dừa uống nước đó. Còn dừa trong đây thì nó hơi cao quá, hay không có tới. Bởi vì tính hái mà cuối cùng cái bạn tính tiền đi múc đầu kia đó. Cái bạn thất bại rồi. Cái này lúc lúc mình tẩm mua. Đây mình quay góc này nè, cả nhà thấy được cái đĩa cá phía sau luôn nè. Cái view cũng khác ngoài đẹp lắm nha. Cái đó là toàn bộ cái đìa cá mà của gia đình mình đó cả nhà. Đây mà xăm nó la tổng đây nha. Đẹp chưa? Cá lúc gài cũng quậy lắm. Một cái đìa có tật hay ngủ trễ. Tại vì nó ngủ trễ cái nó sáng thức cũng trễ luôn. Thì lâu lắm nha, lâu lâu chả mới có đợt 7-8 giờ ngủ, còn đa số là coi như là 10 giờ, nó khi tới 11 giờ đêm luôn. Ban ngày nó ngủ tới 2 giấc mà. Ban ngày khoảng 9-10 giờ ngủ 1 giấc, cái 2 giờ chiều nó 1 giấc. Mà nó quen vậy rồi, mình không cho nó ngủ nó quạo lắm cái nhờ. Thôi tới giấc nó phải ngủ thôi, rồi nó quậy rồi nó khóc chứ. Nó cho nó ngủ chứ sao giờ. Giờ tới đợt nó ngủ á. Nó nằm tay nhớ không? Tới đợt nó nằm tay nó ngủ tay mình luôn. Thấy thương. Bà nội nó giờ chứ ban ngày phá nó dậy đừng cho nó ngủ. Mà cũng là nghiệp đúng không? Nó mà ngủ quá thì cho nó ngủ là nghiệp không?
con ngại thám nó cho nó tối nó ngủ sớm á. Nó giờ quen ngày hai giấc rồi mà cũng khó thay đổi được ha. Mà tao nhiên nó là khổ mình tối mình canh giờ sống là gì con thôi vậy đi. Hồi đó nhớ không, hồi đó nói em thích ăn tôm càng là ăn thích ăn cái gì nhất, cái gì nói em thích ăn tôm càng xanh là em thích ăn cái càng nhất. Mà nghĩ sao cái càng chút ép gì cái nào mà như nó như thích ăn không như thịt á, tại mình tiếc cái nhà ơi. Cái người thanh nó thịt nó ngon quá đi, cái càng trong răng bên trong cũng có thịt nữa chứ mình tiếc ăn cái càng. Chứ người càng đâu có nhiều thịt đâu mình thích ăn, tại mình tiếc nó vậy. Em nói bữa đó nhá, em thích ăn càng dữ lắm, anh để càng lại cho em ăn nhá. Đúng rồi. Mà càng còn tươi mình có thể là mình giết thịt cho được á. Không cần thịt mà bỏ hủ á. Giết thịt. Giết thịt. Cảm ơn con quá. Ngon không? Ngon. Để con lọc chút cà con nữa. Ăn như mặt tôm mà không tươi ha. Em lột về lại hồi nó sứt cái đầu hết rồi. Nó đâu còn cái đầu đâu. Chỉ còn cái mình thôi. Mà cái mình thịt nó sẽ bở nữa. Chứ đâu có lột được mà nguyên con tôm gì đâu cái này. Mai em út ăn cho đã bữa đi. Cho đã thèm đi. Mà tôm này hôm nay tươi nhưng mà mua giá cũng được đó nhờ. Giá cũng 180 kg à. Đúng rồi. Bình thường cũng mua 200 hơn mấy thôi mà. Tôm nè. Đúng rồi. Tôm này tầm chín, sáng mua tầm chín. Chín chín thôi. Ừ. Chín dưỡng cái nhà. Cũng không có mắc lắm, tại mùa dịch này cái gì cũng mắc mỏ hết trơn á. Lâu ăn đã có, có cái đợt mà bữa tôm sông gì á. Không đi lên thị xã mua đâu, tôm sông mua ở kia ha. 250 gì phải. Đúng rồi. Ừ. Mà nó không được tươi ha. Không, không được tươi. Ổn vậy. Không mà tùy theo đợt, có đợt trước mua cũng tươi lắm mà đợt nó xui hay sao. Đợt mà có quyền á, đợt mà thứ làm mà tôm ngang muối rồi thấy đợt đó ngon quá chừng đi thấy đợt sau mua, đợt sau thì xui nó ngon. Bữa đó mua cũng còn 3-4 kg mà xui nó ngon. Tôm lục với tôm ngang muối này quyền cũng thích lắm này. Đúng rồi. Hai chồng đó nói thì thôi, tôm mình ngang muối cũng ngon này, ngọt lắm. Mà đủ cái chừa ngọt kìa, con muối ngọt ngọt nữa, giữ nguyên cách không ra nước ấy. Để đợt có đợt mình nói về Việt Nam cái em đi mua tôm nè, càng muối nữa nè, vừa thích lắm. Nguyên ăn tôm em nhìn thấy thèm lắm kìa. Chỉ là ăn là không bỏ cái gì luôn, cái gạch là trong đầu là moi hết luôn. Được. Đầu có cục đen ha. Bỏ cục đen nè. Bỏ. Giờ nha. Có băng cái cục đen nhé. Cái đầu có cục đen nó bỏ đi. Thấy không? Giờ đó, cục đen nó ăn được. Đúng rồi. Còn cái gạch này thì nó hơi mà vàng vàng đó. Mùa lớn rồi kìa. Mưa này chắc cũng hơi òm cái nha, cái nhà không cảm nha. Mà chắc mưa dầm luôn quá. Như là bão luôn. Như đang bão gì vậy? Bão sao lấy. Không bay có gặp, không có bỏ. Nói chứ gạch mà ăn nhiều quá hồi cũng bị ngát. Bị sai. Ừ. Tại trong bạch có nhiều người chất dinh dưỡng. Một tháng mình quay cũng đâu có nhiều nếp đâu không? Mình quay tháng quay chừng chục mấy nếp vậy. Đôi khi thì 2 ngày quay 1 nếp thôi nhỉ. Có khi 1 ngày quay 1 nếp. Có khi 3 ngày quay 1 nếp luôn. Tại vì tính chất công việc bây giờ tụi mình cũng không có ra video thường đó cả nhà. Nhiều khi nhà có công chuyện cái là coi như bữa đó không quay nếp được á. Đúng rồi. Ví dụ như nhà cha mẹ có ông chị nè, có cá này nọ gì đó, hoặc là nhà có khách gì đó mà không có ăn được. Đó là phần, còn phần nữa là cũng là do thời tiết nữa. Không phải thời tiết nữa,
thiên nhiên không ưu đãi. Đã không? Ăn đã không? Chưa đã. Chưa đã hả? Chưa đã, còn cho ốc thêm nè. Ăn cho đã luôn. Lọt cho trẻ con nó cho đã luôn. Em lọt em con ha. Nãy giờ không lọt em con nào ha. Làm em thích đi. Thì để hỏi em cứ quan tâm anh, lọc em lọc cho anh con nha. Cho tình cảm hả? Lựa con nào cũng ngon ta. Cái con nào cũng ngon á, tôm mày coi khỏi lựa. Không có lựa con nào bự đi. Nha. Cái gì chứ con bự chưa chắc ngon bằng con nhỏ nha. Đúng không? Ừ. Tình cảm của em mà. Không ngon, mới nó ngon. Đúng rồi. Em thích cắt luôn nguyên một tôm nha, lọc nó lọc hay lắm. Em mắc trước nó lộn. Mắc trước cái này mình đào cũng một hơi vậy nè. Xong con tôm cái nè. Em bạn em nè, sao nãy cũng em trộn bự của mình, giờ nó lộn nó teo vậy. Con này nó tập thể dục hay gì đâu mà bé cũng nhất. Tập thể dục nè. Em giỡn cũng hơi bự, cũng động mà sao giỡn nó ra. Đâu, giờ nè, tình cảm nghe bữa giờ. Có Bill có không? Bill có nào? Vô luôn. Úc là bao la. Một, hai, ba, vô. Vâng ơi. Ơi. Anh hai chăm sóc Úc yêu đặc biệt quá, bởi vì con cũng chưa lọt cho Úc yêu nữa. Đúng là con tôm này tập thể dục luôn. Giỡn mà gì chắc nha. Thay đổi đi. Thôi được. Thay nào. Thay nào con mình bự đi. Đó, đây lại đi. Con mẹ nó hơi bị bé phì chứ. Cùng là giống như ai ăn cái lầu rồi đó. Còn nhớ đâu tình cảm. Thôi kệ, em hy sinh cho. Rồi như vậy là ba cô cháu mình mới vừa ăn xong đó nè. Còn lại que mấy con. Bữa nay ăn đã thì luôn đó rồi. Như cái góc này bữa nay hơi, cái mặt hơi bị đen đen á. Cái hình ảnh nó hơi bị đen đó nè. Giờ nó tối, trời mưa lớn quá rồi, tối. Trời mưa tới. Quy nang đã thiệt không Quy? Đã luôn nè. Đã chưa, cũng đã chưa. Giờ mới là đã hả? Đã thằng rồi đó mọi người ơi. Không, không nói nữa cả nhà. Tại vì tập tâm này chắc có chứ đây cũng còn mới nè. Bao cháu mình ăn ngon thiệt luôn đó nhỉ. Anh Tân mình sức mình ông mình ngon luôn mà. Tên mình mọc quá. Hết rồi. Rồi. Thì video của bao cháu mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Như kênh Family, như là kênh Sun Vlog và kênh Thịt Bò, nhớ like, share, hội mình nha. Thì bao cháu mình cả nhà. Bye.